Hai ông bà một chị chuyến này là ơi. Vài bữa nữa là mình có cái nền xi măng đi tới đi lui sạch đó. Khóc rồi cả nhà, ướt nước mắt rồi. Mừng quá. Ô bé kìa. Mở cửa. Tiên ngậu tới đây rồi. Sao tiên tới đây này ngậu lắm tới đây nè. Thiện thiếu cái nguyên hương mình này. Mình ở ủa em Nam về bển hả? Nam về. Nam về thay đồ rồi cả nhà. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Nãy giờ thì gia đình mình săn bắt rồi về nhà thánh liệu nấu ăn xong rồi. Giờ thì mình tiếp theo là mình sẽ đi mua vật tư vận chuyển về nhà của ông cụ bà cụ. Thì mình có chia sẻ cái video ngày hôm qua mình đăng đó cả nhà. Thì bác Trang ở Mỹ có gửi về cho gia đình mình 500 đô gửi tổng cộng là 600 đô nhưng mà bí mật hết 100 đô. Thì cái đó thì mình làm video sau, mình cũng có chia sẻ video trước đó cả nhà. Còn 500 đô là mình đổi ra được 12 triệu 500 ngàn. Bây giờ gia đình mình bữa nay nghỉ sớm một bữa rồi tranh thủ đi mua vật tư đang triệu tập về cho đủ hết rồi anh em tiến hành sửa nhà cho ông cụ bà cụ. Thí dụ như mình mua cát bằng bao nhiêu tiền, đá bằng bao nhiêu tiền, nói chung là cái gì bằng bao nhiêu tiền thì mình sẽ quay lại trên video hết. Rồi thí dụ mình mua đồ có hóa đơn thì mình sẽ lấy hóa đơn lại hết cho cô chú xem, rồi cũng như mình quay như đợt nhà của thánh liệu vậy đó, là rõ ràng từng khớp cho cô chú xem là hiểu liền. Giờ thì quyết định là đi mua ở đâu nè thánh liệu? Bên đây. Bên đường chở vô hả? Đường chở vô hả? Bữa hổm thì mình hỏi giá thì mình hỏi giá cái chỗ mình mua các nhà cho thánh liệu nè, nhưng mà thánh liệu nói là ở đó người ta không có cái xe để chở vô tới chỗ á cả nhà. Thì thánh liệu hôi giờ mua ở trong đây thì chắc có cái xe người ta chở vô, mà cũng chưa biết tình hình sao nữa, anh em đi lại tới đó rồi mới tính. Thí dụ nếu mà người ta không có chở vô tới chỗ thì mình chở về cái chỗ cũ mình mua hợp lệ ha. Rồi quyết định vậy đi anh em mình đi. Ừ, ở đây người ta có xe đẩy nè, người ta bán tới chỗ phải rồi. Diên em Vinh ngồi đó nè. Đi vô đi em, xuống em. Đậu xe đi được không? Vô Mỹ Lan ơi. Ủa em tính mua một ít vật tư. Quang này vật xe này gì vô đó đâu. Như đá với cát đó chị. Xe vô hả? Ngồi đâu chị? Lấy ghế. Ngồi chỗ nào đi cho em quay video luôn. Bên YouTube. Em quay cái này là chương trình bên làm thiện nguyện bên nhà của ông cụ bà cụ á, đi cho em quay cái video. Chị ngồi đi, đặng em dễ quay á. Quay luôn chị bán rồi chị. Đúng rồi, quay nữa được coi cái kênh của ông cho tôi thấy là lên thì sao? Đoạn á, xin đoạn phải không? Đúng rồi, khán giả nữa nè. Ủa đây là xi măng mình tính giá sao chị? Cái này nhiêu ít? Ít à, chừng chục ngoài bao à. Cá đi bằng xe gì? Hả? Cá đi bằng xe gì? Thì sao? Em đi bằng xe đẩy này chứ đi bằng xe. Đúng rồi, đi bằng xe nhỏ đó. Rồi xi măng ấy cát nhiều da cá đá nhiều đó chị báo giá giùm em luôn.
trở liền anh chị. Hả? Chưa tem dưa nữa. Không đợi đúng lên, nó kéo nó kéo đi. Đây giờ ai vậy? Hải. Vô bên chợ làm ngay. Dân biết là nó qua ngày rồi. Nói là biết rồi. Đá cái giá mình đừng có cho nó biết nha. Bán mềm lắm. Không, cái này em quay YouTube thì anh bán anh cho rồi, em kiếm tiền cho đây, nhà anh hiểu luôn, nói là anh biết rồi đó. Dạ. Thì anh bán rẻ cho hoàn cảnh, anh cứ nói với mình bán đúng giá thì mình bán bình thường á. Mang đi hai rồi sao vụ bên đây nè? Cát 200 không, đá 250 rồi anh nói gì là nghe rồi đó. Chỉ mang 75.000 không đá tiền nè, 1.200 có gì nữa với tòn tòn không có tòn, đâu qua bên tòn mà không muốn bên tòn, vậy là mua tòn riêng à. Là cát là một khối một khối 400 khối 400 đặt cái đó trong đó được cho thùng luôn mà. Dạ khối thùng mình bán 400 mai, nó bán cái đặt cái 5.000. Dạ cạnh ống là tiếng em là 1.200. Dạ là mình xài đá 1-2 đó với cát là thứ mấy khối đánh liệu đá 5 khối vậy hả? Đá 5 khối là có 250 đó. Xi băng 10 bao luôn. Con ton là mua ở đâu đây? Con đi chỗ đất tàn này ha. Đó cầu ấy. Dấu cầu cao quá, dấu cầu cao quá. Rồi em biết chỗ đó. Cầu cao mà quay ngược gì đây? Quay ngược rồi. Nó có Hà Viên cái rồi cho nó giảm giá cho nó đầu nhận thương có Hà Viên. Chỉ qua. Đi hai thùng. Rồi vậy đó, rồi em mua nhiều đó đó rồi nữa có gì em mua thêm nữa. Chị cộng cái đó coi ra bằng bao nhiêu tiền à. Đi làm thứ 5 hết rồi. Dạ. 2.500, 4.500 Có gì nữa? Vô cho măng. Nó cũng giống như ngoài kia, nhưng mà ở đây là đường cái là giao tới chỗ. Còn ở ngoài kia không có giao tới chỗ. Có gì bằng học của mày? Dạ. Bao nhiêu mà nó mang bao nhiêu rồi? Dạ con 41. Đâu bên Đàn Hải bản á. Ở Đàn Hải. Thì sao có báo tài cho hôm chung bên kênh YouTube Văn Sinh Đoàn. Dạ. Ở đó chạy xe ôm 8 năm lần đó nghe. Dám đi cho hôm chung mày luôn á. Phải rồi. Đó chạy bên xe ngoài. Chạy bến nào? Chạy ngoài với cái dàn xe Trung Quốc đồng về đó. Ồ vậy là có chạy rồi. Có gì không? Chạy năm 200 mấy nói rồi. Đúng rồi. Chú chạy 200 mấy. 203 rồi chạy xe ôm chung rồi đó. Chạy qua bên cái mà cái đồ bên bển qua chạy qua đồ nó bắt hết cửa qua. Phải xả bắt vô. Cái gì? 5.250.000 là tính hết trơn cái phần kêu đó. À rồi vậy đi rồi mình trả tiền cho chị luôn đi. Rồi em quay cái này. Nào thiếu nữa. Có thiếu thì em kêu nữa. Không có cộng ra thành tiền cho. Cộng ra thành tiền chị ghi vô đó cho em quay cho cô chú xem cái được rồi. 5.250.000. Ông chạy xe ôm giờ ông làm chủ dựa vật tư luôn rồi thấy chưa? Chứ về bán cái lấy tiền hết rồi được. Dạ. Chứ về bán cái lấy tiền cái ta. Cho em xin qua đường kia nha. Bên làm
8 năm lần đó. Nhà này nè là một nó có giá mềm chút, hai là nó đủ đầy chút. Người ta lớn người ta bèo rồi. Em chỉ bỏ thêm cái lại cho em nó đi nhà chứ đúng không? Bởi vì đừng có khi dễ xe ôm nghe, giờ ta làm chủ mấy hồi nó thấy chưa. Anh làm mấy năm rồi đó. Thì anh ra chỉ cho ôm là bằng lái rồi là ra là anh cấp ngày ta là ra chơi luôn. Hồi đó em chạy là chưa có bằng lái, chạy một năm sau mới bắt bằng bằng lái. Nhắc mà nhớ luôn là 7676 đó. Cái xe là 7676 đó. Xe mà ghi mà 14 triệu mấy mà 4 năm vàng đó. Ừ, vậy là có chạy chung đó. Mà khi mà mới ra F2 đó. Dạ. Dạ, không nhắc đâu nhớ được. Không nói đâu biết. Thì mới chơi với đồn phải đó. Đồn này bận đó, lên Liên Hợp Thành đó. Đồn bắn ra đó. Dạ. Đừng lớp, đợi cho đừng lớp đó. Đời đó. Rồi ngọn gió nào mà đưa tới già làm chủ luôn rồi. Đi học rồi đó, rồi ra cho Japan. Dạ. Tới Japan là chơi liền luôn. Chơi liều luôn, giờ lên luôn. Liều ăn nhiều luôn, dữ dằn. Mấy năm rồi. Thôi vậy. Chạy muốn hết luôn rồi. Chân kia bên muốn hết luôn rồi. Vậy là ngon rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Rất hay là chết. Sao anh sinh? Dân sinh đoàn là đoàn dân sinh đó. Đây, quá đơn thẳng thôi rồi đó nè. Năm ấy đi, chứ hai năm chảnh ra, lấy đi, chứ bỏ mình ra, lấy anh quay. Giờ anh chạy đi mua ton luôn á. Ở chế chảo mua ton này. Mua một miếng, một mét dài 5 mét á. Ton ở đây là giá một mét có làm bao nhiêu cái loại bao nhiêu tiền á bé. Dạ em quay YouTube là quay hoàn cảnh á, cái này là cắt nhà, em mua đồ về cắt nhà cho người ta nghèo quá chị. Thường là tính mét hay tính ký? Tính mét. Mét vuông, một mét là bán như sao? Là gì? Em xài cái con vậy. Là có loại, ở như ở ngoài em là bán một miếng đó là dài 5 mét, là giá nó bằng 1 mét là 90 mấy ngàn, 5 mét cộng ra bao nhiêu tiền đó. Là ở đây có bán giống vậy không? Dạ. Thì giờ là tính là cái giá làm sao đó rồi độ dày làm sao đó nói cho em là em biết. Tôn trắng thường đó, tôn một ký, 3 ký, 3 ký, 3 ký, 3 ký là 1m84 ngàn. Rồi 1m90 mấy ngàn có không? Dạ có, 3 ký rưỡi là 95 ngàn. Mua cái loại 95 ngàn. 5 mét. Một miếng bề ngang 1 mét mấy? Bề ngang là 5 miếng đó là miếng dài 5 mét đó. 5 mét, 5 tấm. Dạ đúng rồi, 5 mét 5 tấm. Ở 5 mét. 4 miếng hả? 4 miếng. 4 miếng hả? Quên. 4 miếng bị dài 5 mét. 4 miếng hả chị? 5 tấm à? Ấy 4 tấm chứ. 4 miếng bị dài 5 mét á. 9 sống hay là 11 sống? Sống là cái gì? Biết rồi mà. Là sao? Dập sống á, ý em hỏi là dập sống. Sao cũng được, sao cũng được. Thank you.
cái tên nhà là nhà. Dạ. Không không. Không. Dạ. Ủa mình có mua đinh mua gì kia mà mua ở đây luôn đi. Mua đinh mua gì đó. Cái đó là được nhiêu tiền rồi bé? Đinh mua đây. Hả? Mua đây luôn đi, tại cái chỗ này lớn người ta mua. Không, cái chỗ lớn mình mua nó sẽ ngợi hơn cái chỗ nhỏ. Mua đây. Hả? Triệu chín hả? Triệu chín hả? Rồi mua đinh lấy đây bọc đinh đó. Xích vô rồi cho quay dính vô màn hình đó. Bữa nay thứ mấy rồi? Thứ bảy rồi. Được được, cái đó là xài sao không sao hết. Giờ là chủ yếu mua xong đặng quay video cho rồi nè. Vậy là buổi sáng thứ hai tụi con đợi. Dạ. Rồi rồi em gửi tiền. Xin số điện thoại. Ủa ê Thánh Liệu. Thánh Liệu mua mớ đinh đặng mình đóng vách đồ luôn. Chứ gì chị, mua luôn đi. Với đinh đinh 3 phân với đinh 5 phân mua một thứ ngất đi. Với đinh 1 tát. Đinh tát nửa ký đủ không? Đủ. Ừ. Rồi bao 5 phân, đinh 5 phân. Mà với gì nữa, đinh gì nữa, đinh 1 tát. Đinh một tắc mà tích đinh vuông đó cô. Đóng cây nhưng mà cây cây nó cũng hơi chắc chắc đó. Đóng vô cây với con đó sao? Không, cũng như con dựng cái sàn nhà rồi đóng vô cột rồi đó. Chị em có đinh thế này rồi. Mình có đồ thì mình làm cái ở dưới cho rồi đi, ở trên mình dỡ ra mình làm cái là có mưa cũng sạch nữa, đúng không? 1.9 triệu với nãy 5 triệu mấy nữa là cũng ra ủa gần 7 triệu rồi. Không, cái loại kia mới phải. Vậy là nữa mua cái kia. Ai bọc đấy chị? Dính sắt 5 phần nha. Dính vào băng cây nha, băng sắt nè. À, băng siêu cây hả? Như là dính gỗ. Dính gỗ. Lấy hai bịch. Đúng rồi, dính gỗ chứ không phải dính sắt. Dính gỗ. Dính gỗ 5 con. Ủa, vậy là đinh tắt ở đây không có bán hả? Không. Dính gỗ 5 con hay là dính sắt. Nhiêu em? 2.142.044.000. À, thì bao nhiêu thì cứ lấy cái hóa đơn đi. Cái này sao? Mình làm cái dưới cho rồi. Thì mình làm cái nền mình cuốn rồi cho rồi hết, mình tráng rồi ok rồi mình sửa trên. Luôn. Ừ, để coi tình hình coi sao. Anh em gom lại đốn luôn hả? Có đồ đốn không? Có thật. Nhau. Che dễ đốn không? Dạ hả? Ừ, vậy làm luôn.
hãy cái khúc quay mua vật tư hơi lụp chụp đó cả nhà, có gì sai sót cũng nhất mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm, cũng như cái chỗ lạ mình xử lý tình huống hơi khó, quay mấy chỗ quen thì dễ. Sao Mỹ Lan? Mỹ Lan nói với chủ chỗ che đó, chỗ cái che đó. Nói rồi hồi sáng hôm qua. Nói rồi. Tự đâu chưa nói rồi mình đi nói. Thì mình ấy gì mình về mình mua luôn á, đi anh em gom lại đốn luôn. Đợi chút xíu lấy cái cặp đơn nha. Đây cho mọi người. Cái này là chung cái nóc. Đủ chưa đó, đủ chưa? Là sao? Thì cái mình hạt đó đủ nè, non đó. Con lạnh nè, non nè. Gửi. À, 20 mét à, đủ rồi nè, 1.900.000 với cái này sắt gì đó, bệnh sắt này kia rồi đó, 144.000 nữa, 2.144.000. Quay từ từ vô, dĩnh quay cho cô chú đọc vậy là biết nè. Rồi ok. Rồi vậy là xong. Vậy là xong. Thứ hai người ta mới giao cả nhà. Gia đình mình trở về bản đặng đi mua tre. Ủa tổng số là mình tổng thất nhiêu rồi ta? Hồi nãy 5 triệu mấy? Giờ 7 triệu mấy đó. Nãy 5 triệu mấy em? Cắt cho mấy túi qua đường nó hết nha. Tổng thất 7 triệu mấy rồi. Nếu mình cộng nó còn sai thấy không? Mua đồ nó đẻ 5.250.000. Cái này là 2.044.000 là hết 7.250.000. 7.294.000. Hả? Ờ đó. 7.294.000 thôi mà cái chỗ mua vật tư thì cũng cái giá nó cũng hợp lệ, nhưng mà có một cái là được, một cái là người ta chở lại tới chỗ cho mình. Rồi. Good good. Xi măng rẻ hơn. Xi măng bao có 7-5 ngàn. Xi măng rẻ hơn bao được 5 ngàn. 7-5 ngàn. Chạy cho ý hai tờ để cô làm thôi. Mình đọc cái gọi thì là mình đọc cái mới. Dạ cái này cũng như cái nhà cũ thì mình phải coi nhà cũ mấy xong. Là không. Kỹ đi cán sống. Không không, em đâm thêm một cái mái chen vô cái nhà sau. Đâm nhau bếp à. Là cũng như là cái này lợp mới lại cái khúc nhà sau á. Dạ. Sợ mình nói cái cũ. Dạ không, cái này cũng như nó rời rồi chị. Ủa cái này tạc không ta? Khỏe mà cụ ơi, bữa nay đem vật tư lại chán nhà nè, vui không? Bà đó. Bác Trang dặn bà bác á, uống sữa một ngày một lon mà chia ra uống nhiều lần. Sữa ngày hôm qua con gửi đó. Là sáng dạ. Một lon là uống một ngày á anh? Uống một ngày chia uống nhiều lần. Cũng như là giờ là mình một ngày uống một lon, nhưng mình uống chia uống từ sáng cho tới trưa. Rồi tối đừng uống, khó ngủ nha. Rồi bữa nay có đá có cát lại rồi đó. Anh lấy thứ 2 cuốn giúp thôi. Ờ. Có chỗ để nghe được. Nghe được. Ôi. Đổi vậy cục đá. Dây đụng ách cục đá. Có xe chở tới chỗ gì à? Ủa một khối là mình được mấy xe này anh? 4 xe, 2 xe một khối. Đó hả? Đá bốn xe không? Tự tận đó là 4 xe là 2 khối gì đó, có rồi. Xe đằng tắt. Rồi lên. Ra luôn. Giờ làng đâu? À, khán giả ở phía ngoài nè. Vậy là tụi em làm hết rồi, tụi em gọi thì mình hãy chở qua. Cũng như cái này là không có chỗ dựa cả nhà, thì sợ mưa gió nó chảy đi chỗ khác, nên mình lấy
đủ làm. Tranh thủ là chiều ngày mai anh em sẽ sắp xếp trở lại đây làm. Vậy là còn xe nữa, mấy bao xi măng này, 2, 4, 6, 8, 10 gần nãy đó mình thợ chính của cái công trình này là anh Bình nha cả nhà. Nhà cửa đồ ảnh cũng như ảnh gành đó, thì lúc đó cũng có làm bên cái gì anh Bình, bên bên nhà tiền chế hả, nên gành. Mấy anh em mình đổ xong thì gom nhau đi đống tre luôn cho rồi ha. Mua thứ thứ năm khối hết đó. Tại vì sao biết không? Ở đây nè, cái này 2 khối 5 khối. Thì đâu có gì khối. Mất tắt cả. Mấy xe nữa? 2 khối 4 xe. 4 xe. Là thí dụ như cát dư á thì mình kéo mấy cái chỗ nào nó không đẹp đó. Nha. Đây để mua cho con kêu thêm. Sao vui không ông bác? Vui không? Bác lấy sữa ngon. Sữa ngon. Uống ngon. Sữa đó là sữa bác Trang nói là kêu bằng sữa gì? Ở nước ngoài đã kêu bằng sữa. Ensure mà kêu bằng gì đó, là sữa đó tốt lắm để cho người già uống. Nhưng mà uống nhiều quá thì tối ngủ không được. Nên ngày là uống một lon gì đó. Nói uống một lon mà hai ông bà uống hết một lon. Uống vô là uống một lon đi bà, là một ngày một lon đi. Người uống một lon. Bác cha ông bác lon. Hai ông bà một chị ngày. Chuyến này là vài bữa nữa là mình có cái nền xi măng đi tới đi lui sạch đi. Khóc rồi cả nhà, ướt nước mắt rồi. Mừng quá. Ô biết kìa. Mở cửa. Giờ thỉnh thoảng người ta đi khám lại coi tình hình sao, rồi có gì cô chú chỉ thuốc rồi cho uống. Đi khám lâu lắm. Ta đi khám lại coi tình hình sao, ốm còn xương không à. Có sữa dễ uống, sữa ngon. Uống được. Này mà có hầm thì sao ăn được, xương không sao ăn. Trời ơi trời, cái gì chị không biết nữa. Chị khám uống sữa gì cho mọt chứ bà ơi. Ốm quá. Anh em mình tính kế hoạch gì nè, là mình làm ở dưới trước rồi xong mới dỡ trên, là do là mình dỡ lên nó có bị mưa nó cũng không có bị dơ, tại vì đang vô bão đó cả nhà. Anh em quyết định là làm cái nền cho ok rồi mới làm ở trên. Hôm nay là thảo phụ cả nhà, nói thiệt với cả nhà, đây là bồ tỏi thảo phụ, đây phụ nữa. Anh ba thì làm hồ cũng ok lắm. Bây giờ đợi tiếp xong rồi mới đi đóng tre được chứ đâu có ai tiếp ha. Đợi hôm qua liền vậy. Ừ. Em dạ quá chừng. Nào bạn bé nào nãy nói chú xin quay nhà của ông bác bà kêu cho con đi theo ông là đẳng con coi đâu rồi. Hả? Ừ, dắt rõ quá. Tới nữa hay gì đó. Phải không? Tới nữa phải không hề? Rồi, nhòi gạt á. Nhòi hết trơn á.
vậy vui. Đi mua vật tư mà gặp ông bạn bán vật tư chạy xe ôm chung ngày xưa. Ngày mai buổi chiều em làm, sáng em đi săn bắt bên dân sinh đoàn, buổi chiều em quay lại em làm. Tại cái này là em quay bên gia đình của tôi, còn kênh kia thì kênh săn bắt, phải đặt video quá. Buổi chiều em lại thì chắc cũng cỡ chưa chưa 11, 12 giờ em lại em làm tới chiều á. Là mình bỏ đồ qua đó hết luôn. Thì buổi chiều đi, buổi chiều tụi em làm. Xe này anh Vinh trả lại. Này hơi khó vô rồi. Phải lên cho gà. Tim. Có thằng nào vô chứ bẻ gặp ta nè. Thằng nào vậy? Ba xe cộng xe nữa là ok, là cái đó hai thối này, hai thối nữa nè. Hết luôn à? Chứ Văn cũng như là ăn hủ tiếu mà bỏ xuống chó khóc hả? Hỏi không còn cái gì nó ăn hết trơn. Sạch trơn luôn. Còn anh Vinh đúng không? Hả? Cái gì thì ăn cây mình quá đó. Bé áo vàng đó là con anh Vinh. Bữa hổm có đi ăn buffet với gia đình mình. Không nghe thì nói chết. Cái này mưa lớn quá, cát nó đi không ta? Cái mái nhà xối xuống nó lóc nè. Rồi vậy là cái này đủ hai khối đá thôi, hai khối cát ha. Rồi vậy đi, rồi chừng nào mình làm giật cái mình kêu trả lại thêm. Chứ là cái này mình mua mỗi thứ 5 khối cả nhà, nhưng mà trả lại hết thì không có chỗ để trộn hồ đồ này kia á. Thì chừa cái chỗ đang trộn hồ này kia, rồi chừng nào hết á mình điện cho trả lại.
Mình chơi không? Chơi vòng vòng đây hả? Mai mình tặng cho tốt lắm. Xe nó không? Hết rồi, đúng rồi. Gom dưới rồi, ngọn. Rồi anh em mình gom gọn đi đúng xe luôn cho rồi buổi chiều nay luôn đi. Thế hỏi chính. Hỏi chính. Không có búa, trên lấy hai búa. Ủa thợ mà không có búa vậy? Búa. Búa để nhà luôn rồi, bỏ nhà luôn, tôi lấy bây giờ. Thợ liệu. Thợ chính kêu thợ phụ lấy búa vậy. Thợ chính. Ủa? Ủa cái anh chở nước hoài là nhà trong đây hả? Vì sao? Vậy em tính nhà nước ngoài? Nhà bán. Nhà nó nhà nước ngoài không à? Đâu biết nhà trong đây đâu? Thôi đi đúng tre rồi. Đi đi chưa hết liệu? Đốn đi một chút trả tiền sau hay sao? Là tre của ai? Tre của tôi. Dạ vậy tụi con đốn chút rồi tụi con lại trả tiền cho bà bác sau nha. Không được đâu à. Đó chứ không sao đâu. Dạ bữa hổm nó bán cây nhiêu? Tôi bán cây có 20 ha. Dạ rồi vậy được rồi tụi con đốn rồi hồi tụi con gửi tiền. Bây giờ thì tôi bán rẻ rồi đó. Rồi đó tôi bán không cây 20 đâu, 30. Dạ. Giờ tôi bán cho rẻ đó. Cái này con đốn đang sửa nhà bên bác Tài Keo đó. À biết rồi. Dạ. Đây có cây dưới sửa đây, có chừng. Này chia gai có, chia mỡ, chia sim. Này là chia gai nè. Anh ba vô phụ anh ba ơi, mình phụ mà để thợ chính qua. Thợ chính la chết, thợ chính đâu rồi? Thợ chính này chê gai á. Chê chê này chắc nè, kéo vào đó đó. Búa đá búa giò kìa. Nghe anh hai đi đứt giò, anh đứt giò anh hai đi theo phụ rồi. Qua đó rồi mình kéo đi luôn. Qua đâu? Vậy. Ôi trời ơi, cái tre hết hồn cái tre. Cái liệu ơi, coi cái đọt nào ok lấy một cây đang mình làm cái cây ấy. Nha. Cây đó bồ tỏi. Cây này nè. Cái dao đâu? Cây này cứng thờ gì là được. Mai già hả anh ba? Cây có thể làm được hai cây. Lấy dài dài một chút đại thế liệu có dư nó dễ hơn thiếu thế liệu. Ủa 10 cây đủ không? Còn không đủ thì mình mua thêm nha. 10 cây đủ rồi. Đủ không thợ chính? Đủ rồi. Nay đưa cho lên thợ luôn rồi còn đòi gì nữa. Không thôi hạ xuống làm cu ly à. Cu ly dễ sống. Quá chừng dài luôn cây. Nãy vô quay á bà cụ quá mừng quá khóc luôn á nha. Gưng gưng nước mắt. Cái cô kế bên cô nói là đó giờ cũng đâu có ai cho gì nhiều đâu. Chỉ cho gạo này kia chút đỉnh vậy thôi. Rồi. Thợ phụ làm gãy dao rồi. Xin lỗi nha. Ủa lấy làm sao cho nó ấy được cho nó xước xấu cái tre hết liệu? Ở quên, rồi em Nam đâu? Chắc về làm công chuyện hay gì rồi?
Vậy là em Nam về bận công chuyện rồi, nãy chạy về bển thay đồ. Rồi chắc bận công chuyện ở bển luôn rồi. Kéo ra luôn bộ ơi. Mời buổi chiều chắc gom đủ anh em lại làm cho nó mau. Chè cũng tốt tốt không hả anh Bạc? Đất này nó tốt nè, đất cát. Tiếp tiếp tiếp. Cho nó vào đây cái nè. Dính mắt luôn hả? Được lên cái. Rồi, được lên cái. Ô kệ, nhờ nãy ăn cơm no đó. Nó kéo nổi. Cây cây đắng luôn rồi. Ồ quá trời kìa. Quá trời kìa. Để gì đi khoan anh Ba. Anh Ba quạt xuống. Quạt xuống để dính. Nãy bà cụ quá khóc em thấy không? Bà cụ quá mừng đó. Coi chừng mình sửa nhà đâu này kia, bà cụ quá khỏe lại, bà bớt bệnh. Bớt đầu lo ha. Mưa gió rồi không có sợ tạt hay là ướt gì nữa. Cũng như anh có cô chú thương rồi bớt đầu lo này, đỡ bệnh. Được một măng hay gì đó. Một măng nó ăn đâu được, chưa được cái gì. Được. Ba con một lượt. Mũi. Mũi. Thầy Chính ơi, thảo phụ làm hư dao nữa rồi. Thứ bảy thảo phụ. Vụt cá anh ơi, không tươi đâu. Tập mạnh thôi. Giờ để cho anh em đốn hồi đi rồi bắt đầu mình quay thêm cái khúc trả tiền với giác ra che về cái này. Khoảng khoảng mấy cây em? 10 cây. 10 cây, 200. Ừ. Đưa đây em. Sâu chỗ lên dép luôn hả? Đó, nè. Đâu được rồi? Trời ơi, lũng lên thấu luôn nè cả nhà. Đi đâu vậy ba? Đi bước vô. Đè dầu vô. Mà nó lên trên cái giò sâu dữ không? Đè. Lũng máu rồi chị. Rồi đó, đem nguyên miếng dán lại đó. Dục đây. Cái đinh xé không anh Ba? Đâu đem lại coi, đem lại đang đập lại luôn. Rồi dán này dán ấy, dán làm hồ. Trời ơi, cái đinh nó đứng rồi nè. Chết luôn, lấy cục đá gõ lại Mỹ Lan ơi. Đập nó mới được. Hai với anh Ba bị nạn hết rồi. Anh Hai ngày hôm qua đứt giò quá trời sâu luôn. Đứt ở trên nè. Tên Ba đập đinh xui vậy. Đúng được 4 cây. Em Nam qua tới. Nam ơi. Chào cả nhà. Được mấy cây à? 2, 4, 6, 7. Cái này dự định anh em gửi lại đây cả nha. À, cũng như ở bên bển nó không có cái chỗ để anh em dọn cây. Để ở đây. Rồi nào mình xài tới nói mình qua mình dọn. Dọn cắt đồ rồi đem về bển. Chứ ở bển nó không có cái chỗ. 8, 9 cây, đúng 8 cây hả? Nhất không anh Ba? Nặng cho nó ra máu hết luôn á. Nặng hết. Nặng. Xin đôi đó. Nhau đó.
Nhau dục cán hoài hả? Nó yếu không dám chặt mạnh. Nó dục cái cán. Mình gốc mình dẹp chè lại cho gọn rồi mình gửi tre ở đây luôn á. Cái bữa nào mình dở đó thì mình bỏ hai người qua đây dọn cây cho sạch. Đỡ bển đâu có chỗ đâu dọn. Phải không? Hợp lý chưa thầy Chính? Mình gửi đi luôn anh gửi đây. Cái bữa mình dở đó thì bỏ hai người qua đây dọn cây. Là rồi mình đo mình cắt rồi mình đem về luôn á. Ha. Đo lên bản đo. Ừ. Tại giờ đem về bản đâu có chỗ nào đâu mình dọn. Còn nửa búa em ơi. 5 giờ mấy rồi. Còn có mình đem cắt cho sạch luôn. Đây thôi. Đây giờ nó nhiều khó chặt đi. Thấy em chặt đẹp không? Đủ rồi đó phải không? Đếm lại nè, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Đếm được cái cây à? Được, 9 được. Để gom vô cho gọn đi. 10 cây cái nha. Để đây mai mốt, mai mình làm, mốt mình làm qua mình góc. Ừ. Ba, sáu, tám, mười. Rồi, qua trả tiền cho bà cụ em ơi. Ba lô anh bệnh. Rồi anh em mình về. Ngày mai anh em lại làm thì buổi chiều sẽ tổ chức nấu ăn uống ở nhà bà cụ. Cũng như mình làm tới chiều tối đó rồi ăn uống ở đó luôn. Mỹ Lan vô đang đàm đạo với bà bác. Gửi tiền bà bác cho con gửi mấy cái tre đây rồi chừng nào con xài con qua con sửa tại đem về bển không có cái chỗ để. Dạ. Cây 20. 200. Có cây bây giờ em chậu nè. Em chồng. Bây giờ có trái rồi đó. Bác. Em chồng. Cảm ơn bà bác. Rồi cho con cảm ơn luôn bà bác ơi. Con cảm ơn luôn bà ơi. Đây, giờ mình về Mỹ Lan ơi. Đâu cái dừa nào cưng chồng đâu? Đâu? Phải không? Phải. Thiệt hả? Đâu, trái dữ vậy. Thì vườn nam chồng đó nha. Có trái nhóc luôn rồi Nam. Dạ. Hồi giờ là cái vườn của ai rồi? Dạ. Vườn bây giờ người ta lại. Ê, vườn em chồng mình đắt của ai nữa? Bò tỏi đang làm cái này là để dành xử lý mấy em cứng đầu, mấy em ngồi ở trên khơi hả bò tỏi? Lụm mấy cái cọng đó luôn bò tỏi à? Lụm mấy cọng đó. Mấy cọng này xước đứt giò. Rồi, đây đây thôi. Rồi, này đạp cái đứt giò. Đi. Đi đường nào? Thôi đi đường nào cũng được. Mình ở bên bà bác mình quay vậy là ok rồi đó. Rồi, hẹn cả nhà là ngày mai anh em quay trở lại. Mai buổi sáng anh em đi săn bắt, buổi chiều về nhà bà cụ. Hiện tại thì đang bão vô bão. Nhưng mà anh em sắp xếp thời gian sẽ làm sớm nhất cả nhà. Ủa ba lô anh đâu em?